Ngày hôm nay một câu chuyện vô cùng bất ngờ, đó là mẹ chồng của chim sâu bỗng tự nhiên kể lại cái chuyện tình yêu lúc trước với chú Út. Thiệt là lâm ly bi đát, ly kỳ và hấp dẫn. Và cái câu chuyện tình yêu của cô Út và chú Út như thế nào thì Vinh mời cả nhà mình cùng bấm vào xem video nhé. Nè, rồi, chào đây có thấy Út hôm nay có hương sắc mới rồi nè. Hồng lại rồi đó. Ngày hôm qua nay ăn được một chén cơm. Bữa hổm ăn cháo không, bữa nay ăn cơm mà im rồi đó. Ăn cháo ăn còn không được, không vô. Bữa nay được một buổi được một chén hay sao? Buổi một chén lưng lưng vậy đó. Ôi, mấy ngày nữa lên cả tô rồi. Thấy im rồi đó. Không có nào đó tới giờ không Út không có ăn tới tô. Vậy dưỡng heo hả? Một chén vậy đó. Ăn nhiều nhiều đi, dưỡng heo hay gì mà ăn ít gì? Sáng nào Út cũng hái rau cũng luộc cho ăn được miếng thì ăn được chén. Trời, hôm nay hái rau luôn hả? Ừ. Ăn chay hả? Rau gì Út? Rau muống rồi đây này. Trong vườn này luôn hả? À. Trời ơi, vậy luôn hả? Trời, hái chút xíu là ăn không hết. Chứ thường thường thấy người ta ít khi ai mà ăn rau mà ở trong vườn mà người ta gì thấy cái vườn này mọc lung tung nè. Ừ. Thường thường ra chợ thôi à. Rau muống rồi lá cách rồi đậu ngắn lòng. Ồ. Rồi cũng luộc chung vậy đó, vậy mà sớm ăn được một chén thôi. Tính gà mút cũng cho ăn món ngon không á chứ. Ừ. Không phải giản đơn đâu. Từ lúc thấy Út yếu tới giờ là bắt trai cưng bắt gái nhiều ha. Ừ. Lúc nào cũng vậy. Cục chân. Mình thương ổng thì ổng thương mình. À, vậy chân đó. Ổng đau thì mình lo, mình đau thì ổng lo. Ừ. Tình cảm mặn nồng hơn xưa không Út? Không lo là ông mặc cãi à. Hôm nay cũng tội nghiệp, ông lo đủ thứ hết á. Ăn này ăn kia. Cái này Út biểu lượng mua đồ ăn, chứ để đi cũng hộp hơi vô cái mua cho ông Út ly bánh canh. Hổ. Ừ. Ăn ghét cũng ngán rồi. Ngán bánh canh ha. Ngán. Không kêu bụng bụng lên chợ đi về, giả tô phở gì ăn thử ra. Thịt bò nhai đứt không? Găng đông nhái. Mất mất rồi không? Thấy cũng còn nhóc hết trơn mà. Dưới mà. Còn găng dưới luôn à, còn găng trên thì hết rồi. Rồi tất nhiên cái hầm đi đào trên đi gần hết. Cái nào ngay tại Út nhỏ, hôm đợt đó Út tính chồng đó. Dạ. Vậy cái chồng để cọc hết 1 triệu bạc rồi đó. Dạ, có chồng cái... Găng già. Út bị đường ai cũng hù hù hoài cũng sợ mà chưa có biết làm sao. Ừ. Không lấy nữa, ta lấy cái bộ giả vô đi. Ăn xong rồi đem ra đánh. Trời im chứ bộ. Cắt vô học. Út ôm cái đó quá. À. Út tính đóng gà cái liền luôn vậy đó. À. Út lấy gà để vô Út thấy trời gớm mà. Có gì đâu, nó bình thường mà ta xài mầm mà có gì đâu. Mà. Tại thường thường đó là những người già có bệnh nền đó là họ không dám làm. Bởi vì Út sợ nó chứ nói để cọc có trả 1 triệu rồi dạ. Đó. Đúng rồi, nó liên quan tới răng mà sức khỏe nó không đủ nó đâu có làm được chứ đâu. Chồng nó chồng lâu dữ lắm rồi, mấy chị đâu rồi cũng lâu lắm rồi đó. Tại nhiều người không mua dẫn mẹ chồng chinh á cũng lại người ta cũng sợ có nền đó người ta không biết cũng khó lắm. Rồi mấy đất đâu ở Út? Nó đi học rồi. Quá hằn lòng không gầy có vậy không? Trời nói nhà không, nó mới đi nãy nè. Đi nè hả? Ừ, cái gì nó ăn cơm rồi. Ủa vậy là ảnh ăn cơm ở đây chứ không ăn cơm chảnh? Không, đó giờ nó ăn cơm ở đây không ạ. Ừ. Sáng mãi, tối gì đó. Mãi thấy ổng ngay chỗ thiên tài đó. Chỗ con sâu. Ừ. Ừ. Nó vô này cũng cặp đó, cũng tình cảm mặn nồng dữ hen. Gì vậy không? Sao em vui luôn rồi? Đâu có gì đâu, nó ở, nó đi chứ đâu có nói gì đâu. Đó, mày, ai nói gì đâu. Ai nói gì đâu. Này thấy Út hồng hào hơn hổm mà hổm mới ra xanh quá xanh. Ừ. Hồi nãy thấy vô thấy có bao gạo 25kg ra đâu Út? Út mua. Trời. Cũng như người ta bán gói đầu á. Thì Út mua bao này. Mua bao gạo gói đầu. Như là... Được luôn hả? Được chứ người ta bán mà. À. Bán ví dụ mình ăn hết bao này cái mình trả bao này cái mình lấy bao khác. À, tính ra cũng hay hiệu ứng gọi là kinh doanh cũng được, gối đầu. Bây giờ tiền ở đâu mà trả cái một ấy trả đi.
ký nhiều, ăn ngon không? Bao vậy là 450 đó. Trời. Bao vậy thường thường ăn bao lâu? Út ăn cũng lâu rồi mà cũng gần cả tháng rồi. Buổi tối giờ vừa này ai ngủ? Hai ông cháu. Ngủ đâu? Là ông Út ngủ hả? Trong này. Ủa sao có cha với con gái ngủ riêng nhau luôn hả? Trời, cả chỗ cả mấy năm nay rồi, đâu có ai ngủ chung với ai đâu. Già cả rồi. Già rồi. Rồi nữa đêm thức giấc giật mình biết ơn không, rồi đâu. Không. Ôm có ôm đâu nội, có ôm trang bị của ôm mà nhóc luôn kìa. Nhà ống giận rồi con cái đó. Ngủ riêng nó khỏe, mạnh ai mới lăn không? Mạnh ai mới lăn, mà với cái Út đau đó, Út không muốn cho Đức nó ngủ chung. Quậy thì sao? Không phải nó quậy nhưng mà sợ như mình bệnh hoạn đó thì cho cháu nó ngủ mình chung. Lo lắng heo. Dạ. Mà thấy cái giường chồng cũng nhỏ mà dồn vô thì cũng đâu có cũng mới nằm chặt chứ chội. Cũng mới lớn. Đúng rồi, cái giường như thằng Đức nó chà bá chứ nó có nhỏ đâu. Không mà Út chứ không Út ngủ riêng lâu dữ lắm rồi, mấy năm nay rồi, hồi ở bên bên bển nè. Nào đau thì cạo gió thôi chứ có gì đâu. Cái giường này là nó có bị sập gì không? Sập nó, Út mới đem nó ra đây nè. Để sửa lại chưa? Sửa rồi, như Út muốn mướn người ta hàng lại đó. Là nó sức của hàng hả? Hàng cho nó dính luôn. Nữa mà còn sập nữa thì mua mấy cây vơi á, vơi 12, 14 gì nẹp vô. Giảm gì quay Út? Giờ đồng hồ có mấy giờ thì cũng đi rước con của thằng bên kia. À. Cái này rước được mấy đứa? Hai đứa không? Hai đứa à. Đưa đi đưa về luôn hả? Đi gì? Sao không kiếm thêm ngự đi. Kiếm thêm bé hai bé nữa, rước cho đông đông thì nhiều chút. Chiếc xe này chở đông không có được như nào. Này nó yếu dữ lắm, yếu à. Dạ. Chở Út mà bữa Út lao mà không chở thì về này mà không chở không được thì thường nuôi chở. Xả xả bớt. Nên nữa đi từ sửa sửa đi. Chưa có tiền như này, nếu mà sửa thì chắc cũng vài triệu à. Trời dữ à. Út nói chứ Út không biết luôn á. Út nói xe mình giờ cầu sửa chắc có 2-3 triệu gì đó, hư tùm lum chân chứ nè. Chạy nó cái bánh nó vẫn còn dính trong xe là được rồi. Chà phật. Cái bánh mà nó rút ra ngoài nó chắc máy thì cứ chạy lai dai nữa sửa sơ sơ trong máy thôi. Nói chung mà xe chạy là sợ nhất là cái vụ cái bánh nó chạy lên trước mình thôi. Còn trong xe là cứ chạy. Nó nói chơi xe của chú cũng cổ lắm mà. Lâu dữ lắm rồi. Xe đó đó. Bởi vậy ta nói vụ chiếc xe cũng nhớ bởi vậy. Hổm xe kia đựng anh em từ lưa là vẫn có xe chạy. Thì thôi đâu nói thằng đó. Nó bán, ôi nó có nói với Út tiếng nào. Chiếc đâu như của anh Long là trước bán luôn rồi. Nó bán cho bà Hà có 100 ngàn. Bố con triệu à, cô anh nó 100 ngàn. Có 1 triệu à. Kiên giật mình muốn mặt ngửa. Bởi vì không có chấm phết gì chân là nghe không kịp là gầu vậy. Có 1 triệu à. Bữa nay cúp điện không? Cúp điện. Trời ơi. Lo mà bật mới quạt. Cúp điện này không kiếm chỗ nào ta dăng cái võng đi nằm cho mát ở trong nhà chứ chỗ nực. Nằm đó ông Út cũng kiếm cái quạt này ông đưa nè. Cái quạt ông. Rồi cúp điện không có ngồi quạt tay vô không? Bở như vậy rồi. Ông không quạt. Chồng gì kỳ cục. Đứt quạt đó. Dạ. Đi ngủ thức dậy cái thấy Út vậy cái quạt cho Út. Ngộ lắm mấy nhỏ này, ngộ lắm lúc còn nhỏ có hiếu lắm. Lớn biết sao. Nói chung là mình là phụ nữ, mình bệnh thì mình có quyền không nhẽo quá. Ôi trời ơi, già không chết rồi chứ nó. Ủa Kiên ơi. Nói anh ơi, quạt em đực quá anh ơi. Cục chân, cho tên cháu đi. Hồi đó tới giờ có khi nào bắt trai mà chăm sóc, bắt gái đi mà phải nhiều khi mà lúc mà bệnh này kia đó, là có đút cho ăn không? Thôi là chưa từng không? Chứ Út còn thí dụ ấy thì có đỡ đồ lên xuống ăn uống này kia gì. Chứ không có mùm ha. Không, cũng có mùm mùm. Nó nói chứ từ cái lúc mà hai người mà chung sống với nhau một nhà gì đó rồi Út có nặng tới cỡ này không? Nặng là sao? Út mà ú hả? Mập không, hả? Ý là bệnh nè. Bệnh tới cỡ này không? Hai lần. Lần là lần thứ hai hả? Dạ, với lần mổ khi... nữa là lần thứ ba. Rồi khi thấy chú Út chăm sóc gì có khi nào mà cảm động rơi nước mắt không? Thấy ổng cực khổ, thấy ổng cũng tội nghiệp. Cảm thấy là như thấy như lấy chồng xứng đáng à?
đúng rồi. Vậy là ban ngày anh Long về đây ngủ ăn cơm, tối gì cho anh ngủ hay là không, ngủ đây? Cũng ngủ đây. Ngủ đây luôn hả? Ngủ đây bà kia bà chịu không? Bà xuống cái ngày nào bà xuống đây phải kiếm không? Chết rồi, chơi xuống. Có hôm dài là không kiếm luôn hả? Không. Từ hôm đó tới nay đó Vinh, từ hôm mà xuống đây đó. Bởi vì chắc ngán bà vợ chồng. Gặp bà vợ chồng là yếu dụm. Bởi vì không dám. Cô coi clip lúc đó sao chim sâu xin xin đèn đốt đóng nhà trọ không? Không coi không? Ổng á, tội nghiệp ổng lắm. Mà không có cự cãi mà sùm bắt nhã như vợ chồng ta. Có gì thủ thủy nhau nói ha. Có gì thì nói, gì khi lớn tiếng Út nói thôi nha, nhiều nó đủ rồi nha. Nói nhiều hơi có chuyện. Thật rồi đó, mạnh ai mới làm thinh. Đó bởi vì nó ăn thua là muốn hạnh phúc hay không là ăn thua ở cái cách nói chuyện. Đừng có gây gỗ sùm thổ lỗ tai thôi. Út từ hồi đó tới bây giờ luôn, mấy chục năm rồi đó. Dạ. Có chuyện gì thổi lỗ tai thôi được. Chứ không có mà chửi lộn sùm bất ngã, bởi ở đây vòng chồng ở đây lúc ở trong kia người ta nói ông Út với bà Út mà gây lộn cái là đời tới. Không có gây lộn với lão gì chứ, ổng nhút vậy đó, ổng miền khô mà. Mà có một cái giận dai dữ lắm nha Út á. Út mà cái gì mà cự cãi rồi là một tuần lễ Út chưa nói chuyện tới ổng nữa. Rồi có nhiều khi giận vậy đó không ai nói tới ai cả tuần lễ vậy. Có khách có khứa hay là có ai lợi gì đó nói chuyện đồ chơi vậy đó, cái nói qua nói lại là bắt đầu nói chuyện. Chứ mà không có ai lợi tới nhà là không ai nói tới ai hết. Mà Út không ai nói tới ai mà Út cũng vẫn làm cơm làm nước cho ăn nha. Nấu sẵn rồi đó, ai ăn thì bới ăn. Không ăn đói ăn chịu. Chứ không có dọn ra. Vậy đó. Bởi vì Út nhớ Út thương ổng là chứ vậy, không có vợ chồng không có quýnh lộn quýnh lão có gì chứ. Từ hồi đó tới giờ Út không có bị ổng quýnh mặt ai nữa. Vậy là quá im rồi, quá hạnh phúc rồi. Út nói thiệt luôn đó. Chứ không, Út không có nói dốc. Nói thiệt luôn, từ là năm nay nữa là 43 năm rồi đó. Bởi lúc nào trong trạng thái như vợ chồng son vậy ha. Đó. Út đau chứ không lo cu vậy, tội nghiệp ổng lắm. Ổng rác em hỏi ăn gì không, tại ổng thấy mình ăn không được đó. Thì cái rác hỏi ăn gì không. Làm cho ăn rồi này kia. Lúc nào cũng quan tâm mà chăm sóc ha. Dạ, có đó. Ông bỏ trên bệnh viện chứ ông ở nhà ông cũng đâu có yên đâu. Thấy thằng Nu nó tâm hơi tâm hết rồi ông bỏ thằng Đức ở nhà cho nó thì ông cũng không yên. Ông nói cái nào nó cũng vô cái thế của nó chứ. Dạ, ông thằng này thì nó không có quan tâm tới con nó. Giờ mình ở trển á, ông sợ như là nó không có mua này mua kia cho ông ăn vậy đó. Vậy đó. Cái tình nghĩa là lúc quan trọng về nhà này. Đó đó, tội nghiệp ông. Tức điện cái sáng rồi mọ đi kiếm cái quạt cho Út. Ông biểu ra đây là nằm đi cho nó. Tính ra mà chú Út mà tính ra ông ga lăng lắm chứ bộ. Chứ này chắc hồi trẻ chứ cũng bạn gái nhiều à. Không có. Ủa kỳ á. Ông không có hồi đó Út à. Út mà như là sanh đẻ này kia vậy đó. Cũng ở nhà cho Út lũ thủi vậy đó. Giặt đồ giặt đạc cho Út là gánh nước lên nhà giặt chứ không có đem xuống sông giặt. Bởi vì Út nó không có cái tội như vậy. Như mình sanh đẻ mà đem đồ xuống sông giặt là mình Út không có cái tội. Ổng gánh nước lên nhà giặt không. Đó có cái ở trong nhà trong đó có cái gốc xài, ổng gánh gì gốc xài cái ổng ngồi cũng giặt. Ở nhà lũ thủi với Út vậy đó. Chứ Út suy nghĩ nó chắc Út sanh đẻ vậy thì chắc cũng đi kiếm người khác. Ủa hồi trong xưa là sao mà Út với bác trai mà gặp nhau? Từ ổng Bến Tre mà Út vớt ổng về đây. Hồi đó là Út ở Vĩnh Nam mà ở thành phố á. Út ở với bà dì. Bà dì đi mua bán cà phê mà này kia vậy đó. Rồi ổng đi ghe. Ổng đi ghe trên Campuchia về thành phố. Thì ổng lấy cà phê rồi như kia đó rồi bỏ cà phê. Út cũng nói thiệt, cũng không có giấu giếm gì trơn. Rồi hai đứa thương nhau tạo nhau chứ không có cưới hỏi gì hết. Út không có giấu giếm gì trơn. Thì ra đây là tình yêu đối tác à. Đúng rồi. Mà hồi đó là ổng có người vợ lớn là đẻ ra thằng nhóc lớn đó. Bởi vậy mấy đứa nó đi coi bói nó Út có đứa con riêng đó.
là con của ổng. Vậy là mấy ông đó đoán đúng hay sai không? Đúng đó, ông thầy đó coi đúng đó. Bởi vì ông hỏi Thảo, nói ông thầy nào coi hay quá chỉ giúp đi con. Rồi là hai đứa thương nhau và tạo nhau chứ không có, không có, không có cứ hỏi chứ hả? À, cái đó là Út nói thiệt, cũng không có giấu. Chưa từng mặc cái sa rê lần nào ha? Chưa. Năm nào à? Bởi vì bữa nào ngay Út đi với chú Út là ta đi, ta hồi tưởng đi, ta mặc sa rê vô đi chụp hình là ở chụp hình ngoại cảnh lại. À. Bữa nào chú Út có làm kêu Vinh xuống nha. Đi con chụp hình chưa? Đi hưởng từng trang mặt không? Người ta hưởng từng trang mặt ở nước ngoài mình. Trên mặt nước. Nó cuộc sống hồi đó nó đơn giản, nó giản dị lắm. Yeah. Nó phải như bây giờ cái cuộc sống nó bộn bề, lo toan là bon chen đâu. Chứ bây giờ mà ví dụ mà cưới chồng gả vợ đó là đụng vô là 100 không á. Trên 100. Đứa nào dắt được thì đỡ tốn. Không dắt thì tàn hình. Bây giờ gái vô cái thì biết bao nhiêu nội, nó mới vô mà chào xăng là thấy là mấy chục rồi. Mà hồi đó Út đi về với ổng nè, bà chị ổng đang nghỉ Út dữ lắm á, Út mới về. Tại vì bà chị bà cũng đi buôn với ổng vậy đó. Ủa là sao phải năn nỉ Út? Tại vì ổng về trên này nè, ổng kêu mẹ ổng với ba ổng xuống cưới Út á. Giờ mẹ ổng với ba ổng là nói như là vợ lớn của ổng còn vòng vòng ở đó đó, rồi ổng với bà không có dám. Đó còn mà bà có chồng hai đứa con rồi. Cái chuyện dị vãng đã qua. Thì nó có gì đó nó thí dụ cuộc sống hôn nhân mà nó lâu dài thì đương nhiên nó phải hợp nhau một thứ, không hợp thì chia tay trong vui vẻ, đừng chia tay trong võ thuật thì là không im. Nói chia tay trong võ thuật là mệt lắm. Dạ, nhưng Út được lớn đó. Rồi lúc đầu là bác trai bác gái là sống ở tỉnh luôn hả gì? Thời gian này là mới chuyển về đây hả? Không, bà chị bác rước về, Út về. Bà chị ổng á, bà chị thứ bảy. Vậy là quê này ở đây là của Của ông Út. Của ông Út. Của ông Út, quê Út ở Bến Tre. Ở dưới trồng dừa dữ lắm hay không? Giờ hết rồi, vậy nên cũng bớt rồi. Hồi xưa đó, ngày đó dưới nhà ở đó thì mà. Ngày xưa là dừa dữ lắm. Bởi vì tôi kêu Bến Tre xứ dừa đó. Mỗi lần mà đám tiệc đồ đó là bác trai ổng đi về dưới, là bác trai với bác gái về dưới chung luôn. Mà nó nói thường thường á, gái Bến Tre leo dừa giỏi lắm. Út không có biết dừa không? Út có leo dừa không? Út không có biết cái đó. Không biết leo dừa hả? Không. Ủa dân Bến Tre mà sao không biết leo dừa? Ai đó nói chứ thấy chỗ Út có ai đâu leo dừa, đàn ông không à. Vậy hả? Chứ đàn phụ nữ không có leo ha. Không. Mà giờ leo đâu có leo đâu, giờ mình bắt cái thang này mình lên. Đi lên không ạ? Hồi đó hồi đó đâu biết mà giờ xứ Út giờ một hai cây dừa để ăn vậy thôi, chứ còn giờ là trồng trên sầu riêng nhãn đồ này kia vậy đó. Thì nói chung thời buổi tiến bộ mà. Cái nào nói chung mà khả thi thị trường thì làm thôi, trồng thôi. Hồi xưa thì dừa đó, bây giờ thì sầu riêng ngon ha. Dưới diện này là chôm chôm nhãn đồ, sầu riêng thì nó có